Ngày 28 tháng 3, đại diện Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với TTTL, 40 tuổi, ngụ quận 1 và DTG, 28 tuổi, ngụ quận 10 về hành vi môi giới mại dâm. BTCV, 28 tuổi, ngụ quận Bình Tân và TTN, 25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Crypto trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại nhà hàng có từ 50 đến 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Công an xác định nhà hàng hoạt động từ 11 giờ trưa đến 3, 4 giờ sáng hôm sau nhằm thu hút khách để tăng doanh thu, các quản lý nhà hàng cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại quán. Nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy, nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách, cùng khách sử dụng và cho tiếp viên bán dâm cho khách. Với hình thức hoạt động trên, nhà hàng thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng trên tháng. Ngoài ra, trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ túc trực, sẵn sàng phục vụ khách hàng nữ lớn tuổi, múa thoát y, kích dục. Khi có nhu cầu mua bán dâm thì số nhân viên sẽ đưa khách qua các khách sạn do nhân viên quán chọn để làm điểm đáp. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.